Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Làm rõ việc chia số tiền bồi thường oan sai 67 tỷ đồng của ông cụ 83 tuổi liên quan đến sự việc gia đình ông Trần Văn Thêm, huyện Yên Phong, Bắc Ninh phản ánh ông Thêm chỉ mới cầm về nhà hơn 2 tỷ đồng, dù được Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội bồi thường trên 67 tỷ đồng. Phóng viên Dân Trí đã trao đổi với những người có liên quan. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi Hà Nội khẳng định đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên 6,7 tỷ đồng mà Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm. Ông Hòa đưa giấy tờ giao nhận tiền bồi thường được lập vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, trong đó cho biết ông Nguyễn Văn Hòa đã giao đủ số tiền là 6,7 tỷ đồng cho ông Trần Văn Thêm tại trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú trước sự chứng kiến của anh Trần Văn Được, cháu họ ông Thêm. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với chúng tôi vào chiều ngày 2 tháng 7, ông Hòa lại cho biết đã lập 6 sổ tiết kiệm đứng tên ông Trần Văn Thêm tại ngân hàng Agribank, mỗi sổ trị giá 500 triệu đồng. Trong buổi giao tiền với ông Thêm vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, ông Hòa đã giao 6 sổ tiết kiệm này cho ông Thêm cùng với số tiền mặt còn lại để ông Thêm cùng với anh Được mang về nhà ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Đáng chú ý, ông Hòa thừa nhận mình đang giữ hộ một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng đứng tên ông Trần Văn Thêm suốt hơn một năm qua, và việc này do ông Thêm tự nguyện nhờ ông cầm hộ để tránh trường hợp mang hết tiền về nhà bị con cháu chi tiêu hết. Trưa ngày 3 tháng 7, ông Trần Văn Sáu, con trai ông Thêm và hai người con rể của ông Thêm đã tìm phóng viên Dân Trí tại Hà Nội để trao đổi thêm về sự việc. Theo anh Sáu, bố mình chỉ mang về nhà 4 quyển sổ tiền gửi tại ngân hàng với trị giá 2 tỷ đồng và không có thêm một khoản tiền nào khác. Một cuốn sổ trị giá 500 triệu đồng đã được ông Thêm đưa cho anh Được giữ lại. Tất cả những người thân trong gia đình, suốt hơn một năm qua, gia đình anh Sáu không hề biết về khoản tiền lên tới 6,7 tỷ đồng và Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội đã bồi thường cho ông Thêm. Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội cũng không gửi thông báo về cho gia đình về việc bồi thường này đến khi báo chí thông tin gần đây gia đình ông Sáu mới nắm được. Đại diện cho gia đình, anh Sáu cho biết sẽ sớm gửi đơn tới cơ quan công an và cơ quan chức năng liên quan để đề nghị làm rõ việc ông Thêm được bồi thường 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ cầm về nhà hơn 2 tỷ đồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý đã xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư